Gia Lai thấy cảnh sát xuất hiện, hai nhóm hỗn chiến tháo chạy, bỏ lại một khẩu súng quân dụng, 30 viên đạn và nhiều hung khí. Ngày 28 tháng 2, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ Trần Quốc Bảo, 29 tuổi, quê Kon Tum và 6 người khác 23-40 tuổi, quê Kon Tum và Quảng Bình để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép. Một tháng trước, tại xã Eo, huyện Yagrai, tỉnh Gia Lai xã giáp biên giới Campuchia, hai nhóm thanh niên đi ô tô sử dụng dao, gậy thách thức, đánh nhau. Cảnh sát tìm thấy hai khẩu súng chúng cất giấu trong lán gỗ ở Kon Tum. Ảnh, Công an cung cấp. Khi cảnh sát đến hiện trường, cả hai nhóm bỏ chạy để lại chiếc ô tô bán tải. Bên trong xe chứa một khẩu súng ngắn dạng côn quay, hai băng đạn chứa 30 viên của súng quân dụng và ba con dao. Trong lúc chúng đang lẫn trốn ở Kon Tum, Cần Thơ, Quảng Bình, thành phố Hồ Chí Minh thì bị cảnh sát bắt giữ, đưa về Gia Lai xử lý. Tại cơ quan công an, nhóm này khai cất giấu hai khẩu súng AK và khẩu AR-15 tại một chòi gỗ trong vườn cao su xã Y Tơi, huyện Yagrai, tỉnh Kon Tum, cách nơi hỗn chiến khoảng 30 km. Trần Hóa Les Lop Ash,